Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 27 tháng 7, bão Doxury đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong mùa mưa bão năm nay. Tuy nhiên, không ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta, nó chỉ gián tiếp khiến cho nắng nóng kéo dài tại Bắc Bộ và mưa dông gia tăng tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Cụ thể, bão số 2 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau là Bắc Tây Bắc về phía tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Sau khi đổ bộ vào đây, vào đêm và sáng mai, bão sẽ suy yếu và tan dần khi vào đất liền. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau mạnh lên cấp 10, cấp 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Ngoài ra, tại khu vực phía nam, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Thời tiết và tình trạng biển là không thuận lợi cho hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Còn trên đất liền, trường gió phân kỳ trên cao tiếp tục khiến Bắc Bộ ít mây, có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn. Phải từ đêm nay khi mà hình thế gây mưa hoạt động thì mưa sẽ xảy ra và nhiệt độ sẽ giảm dần. Khu vực Trung Bộ thời tiết có sự khác biệt giữa hai bên của đèo Hải Vân. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, nắng sớm, nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh phía Bắc khu vực với nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 34 đến 36 độ, có nơi còn cao hơn. Còn với khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mưa vào chiều tối, nhiệt độ chỉ từ 31 đến 32, 33 độ. Các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ do gió Tây Nam hoạt động mạnh nên chiều tối nay cả hai khu vực này đều có mưa nhiều nơi và có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Người dân đề phòng tố lốc trong cơn dông cũng như nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất đá tại khu vực đồi núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì dự báo khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to và mưa dông sẽ tập trung về chiều và đêm. Theo đó thì mưa to cục bộ khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Theo đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi hơn 80mm, tập trung về chiều và đêm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi hơn 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở địa bàn vùng núi. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đến đây bản tin thời tiết sáng 27 tháng 7 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.